Vâng, xin chào anh em đã quay lại kênh của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ cho anh em xem biết một căn nhà đang tọa lạc ở quận 9. Và nếu anh em thấy có hữu ích với anh em và muốn mua hoặc là thuê thì hãy liên hệ với số 0398 592 466 để biết thêm về căn nhà mà tôi muốn cho anh em biết. Thì đó là một dự án khu phố biệt thự SimCity quận 9, là dự án siêu đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế tại tâm điểm quận 9. Đây là khu vực có mức tăng giá nhanh nhất Sài Gòn, là dự án SimCity, là đô thị thông minh kiểu mẫu theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mô phỏng thành phố tương lai Panasmart Home, tập đoàn Panasonic Nhật Bản tài trợ. Và những người sở hữu căn hộ trong khu biệt thự thì được sở hữu những tiện ích như là hồ bơi và một số tiện ích cộng đồng khác và rất nhiều những tiện ích. Vậy dự án của chúng ta định mua hoặc là thuê thì có những gần những chỗ nào? Thì thứ nhất thì chúng ta chỉ cần 4 phút để kết nối với cao tốc hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh, đó là Long Thành và Dầu Dây và Phan Thiết. Và chỉ mất 6 phút để đến với khu công nghệ cao Intel và Samsung, và chưa đầy 15 phút để đến hệ thống trường học quốc tế như là Sun Gold, trung tâm thương mại giải trí và hàng đầu. Và không để các anh em phải đợi lâu, chúng ta đi vào thực tế để quan sát khu dự án có những gì đẹp và nổi bật. Thì đây là cổng trước của khu dự án SimCity, chúng ta có thể chiêm ngưỡng và suy ngẫm có nên thuê hoặc là mua căn hộ ở đây hay không. Và tôi hiện giờ có một căn hộ và muốn anh em liên hệ thuê hoặc là mua thì hãy liên hệ với số điện thoại tôi đã để trước phía video. Và tiếp theo đó là bên trong khu dự án, thì đó anh em đang nhìn là một hồ bơi chúng ta đang xây dựng và có thể trong vài tháng tới chúng ta có thể sử dụng. Và chúng ta có hai hồ bơi nha anh em, hồ bơi đó là đã xây dựng, đã đang xây dựng, và còn một hồ bơi chúng ta đã xây dựng xong và có thể sử dụng tiện ích đó. Và đây là khu của ban quản lý, chúng ta có thể chụp ảnh selfie và có một chiếc cầu rất hợp cho những chị em phụ nữ selfie và rất mát. Tôi nói nhấn mạnh với anh em là rất mát. Và tiếp theo đây là con đường vào trong khu căn nhà mà tôi muốn anh em xem và muốn suy ngẫm có nên mua hay là thuê. Hãy liên hệ với số điện thoại của tôi 0398 592 466. Và đây là đường vào nghe anh em, rất là mát mẻ, cây cối hai bên. Và tiếp đến đó là cái hồ bơi mà tôi đã nhắc đầu video, đó là hồ bơi đã được sử dụng và đưa vào tiện ích của chúng ta có thể sử dụng cái hồ bơi đó. Và tiếp đến, đây là nhân vật chính của chúng ta, một căn hộ rất là đẹp. Và chúng ta hãy vào trong để xem có những gì trong đó và chúng ta có nên mua hay không, và có những tiện ích gì nên mua hoặc là thuê nha anh em. Hãy liên hệ với số điện thoại của tôi 0398 592 466. Thì chúng ta muốn thuê thì đã có sẵn như là ghế sofa và có những chỗ bếp núc để chúng ta nấu ăn, và có một cái bàn ghế bằng gỗ để chúng ta ngồi ăn. Rất là tiện ích cho những người thuê. Thì căn hộ thuê với giá gì và mua với giá gì thì hãy liên hệ với số tôi để biết thêm chi tiết. Chúng ta vào chỉ cái việc ở và ngủ thôi, không cần gì phải lo lắng. Và nói thêm với anh em thì căn hộ có máy lạnh, mỗi hiện giờ là có 5 phòng cho 5 người,
và chúng ta một phòng thì chúng ta ư ở bao nhiêu người cũng được hết. Rất là mát mẻ và trong sạch. Và tiếp theo, ta đang lên cầu thang để review căn phòng đầu tiên. Và căn phòng nào cũng giống căn phòng đó thôi anh em ạ. Thì đầu tiên chúng ta đập vào đó là một phòng nhà vệ sinh. Đó là một cái giường và có rèm. Thì giường chắc chắn là sẽ có đệm. Mà đệm thì chúng tôi mang đi cắt để cho sạch sẽ. Lúc nào có người thuê thì chúng tôi mang ra thôi. Và tivi chắc chắn sẽ có, chủ nhà đã hứa. Anh em lúc nào vào ở thì liên hệ tôi và sẽ có tivi và có nệm, chăn, màn. Và đó là cái tủ, tôi nghĩ cái tủ rất đẹp cho chúng ta bỏ vào quần áo. Và đây là căn phòng tắm, rất là đẹp anh em ạ. Đầy đủ nước nóng và nước lạnh nha anh em. Chúng ta không sợ mùa nóng và mùa lạnh ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Xin lỗi anh em vì tôi quay nó hơi giật, vì tôi quay bằng điện thoại. Và đây là căn phòng thứ hai, có một số kệ để rất là đẹp. Và căn phòng này cũng giống căn phòng kia, máy lạnh, điều hòa, nước nóng. Và đây là căn phòng cuối cùng, có view rất là đẹp. Tôi nghĩ ở đây rất hợp cho những người có gia đình, có một cặp gia đình và một số người con, rất hợp lý. Môi trường trong xanh và có những tiện ích rất là hợp lý. Và có chỗ ở đi làm rất là tiện lợi cho vợ chồng của chúng ta. Thì tiếp theo chúng ta có thể xem những bức ảnh tôi có thể chụp cho anh em xem và anh em chiêm ngưỡng có nên mua hoặc là thuê hay không. Và tôi nhắc lại, số điện thoại của tôi là 0398 592 466. Và nếu anh em có muốn liên hệ mua hay là thuê thì hãy liên hệ với tôi nghe anh em. Tạm biệt anh em. Và nhớ like và chia sẻ video này nghe anh em. Thank you.